Về già, con có hiếu cũng đừng ở với con. Kính chào quý khán giả đang theo dõi trên kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Quý vị thân mến, nhiều người cao tuổi vì sợ tuổi già không có ai chăm sóc, lo lắng quan tâm mỗi khi ốm đau bệnh tật, hay sợ cảnh cô quạnh điều hưu khi không có con cháu trò chuyện, tâm sự, mà đã quyết định dọn đến ở cùng với con cái. Khi nhận được lời khuyên không nên ở với con cái khi về già, họ cho rằng bàn tay năm ngón có ngón ngắn ngón dài, con có đứa hiếu thảo, có đứa không. Do vậy, người cao tuổi quyết định đến sống cùng với đứa con hiếu thảo nhất trong nhà. Nhưng mà quý vị ơi, tuổi 60, dù con có hiếu thảo đến đâu đi chăng nữa, thì cũng đừng dài mà ở với con. Ở chơi một vài hôm thì vui, chứ ở lâu thành ra là dại, quý vị ạ. Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và chiêm nghiệm những câu chuyện sau đây, quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất, 7 năm chăm cháu không công, bà cụ bị con dâu gây khó dễ, lặng lẽ xách hành lý về quê. Cha mẹ làm việc rất vất vả, khi còn trẻ thì nuôi dạy con cái, khi về già thì giúp con trông cháu. Có người từng nói rằng khi con cái lập gia đình và có sự nghiệp riêng thì cha mẹ nên an hưởng tuổi già. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn cho rằng trách nhiệm của ông bà là chăm sóc cháu. Về cơ bản, hầu hết các cụ già khi bước vào độ tuổi 60-70 vẫn phải giúp con cháu trông cháu. Vì bố mẹ phải đi làm, nếu thuê bảo mẫu thì gia đình sẽ tốn rất nhiều chi phí. Ngoài ra, nếu thuê bảo mẫu thì cũng không yên tâm lắm, chi bằng nhờ ông bà trông nom cháu thì sẽ yên tâm hơn. Khi ông bà ra tay mà thực chất nhiều người hay đùa là bảo mẫu cao cấp không lương, con cái ra ngoài cũng yên tâm và mát mặt. Dù có mâu thuẫn thì cũng không dám nói nặng nói nhẹ. Con còn nhỏ, ông bà không giúp thì biết nhờ vả ai bây giờ. Tuy nhiên, một khi các cháu lớn lên và có thể cứng cáp đi nhà trẻ, ông bà mất đi giá trị, con dâu con rể bắt đầu không thích. Họ cảm thấy bố mẹ chồng, bố mẹ vợ ở cạnh mình không thoải mái, nên đánh tiếng đưa ông bà về quê. Nói thẳng ra là lúc cần thì cầu cạnh, hết giá trị thì phủi tay. Những câu chuyện như vậy nghe thật lạnh sống lưng, nhưng xã hội đầy rẫy những chuyện đời tê tái. Một cụ già tóc bạc phơ, áo khoác len màu đỏ tươi, quần đen, đi giày vải đen, tất trắng, sạch sẽ, ngăn nắp. Bà ngồi trên ghế bên cửa sổ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà mang một chiếc túi chéo, dưới chân là một gói vải trắng, bên trong chứa hành lý đơn giản của bà. Quãng đường xa, người lạ cũng thành quen. Những người trên xe buýt bắt chuyện mới biết bà cụ từ thành phố về quê nhà. Bà lão đã giúp con trai con dâu chăm sóc cháu ở thành phố trong 7 năm. Bà nói rằng khi con dâu quay lại làm việc, nó đã gần như cầu xin bà hãy rời bỏ quê nhà, lên thành phố trông đứa cháu 5 tháng tuổi. Cô con dâu nói rằng nếu mẹ chồng không giúp, cô không thể đi làm được. Còn nếu thuê bảo mẫu thì điều kiện kinh tế không cho phép. Có cha mẹ nào trên đời không yêu con mình? Thấy con dâu khó xử như vậy, bà cụ đồng ý đến Thượng Hải. Hàng ngày chăm cháu, nấu cơm, làm việc nhà, chớp mắt đã 7 năm trôi qua. Đứa cháu nhỏ đã khôn lớn và đến tuổi đi học tiểu học. Đứa nhỏ sau khi đi học, ban ngày không cần về nhà ăn cơm, buổi chiều sau khi tan sở, con trai chỉ cần đến đón là được. Bà cụ nghĩ rằng cuối cùng có thể tận hưởng tuổi già của mình ở đây với gia đình người con trai. Nhưng điều bà không ngờ tới là thái độ
của con dâu đã thay đổi rất nhiều. Cô càng ngày càng tỏ ra khó chịu với mẹ chồng. Con đi học rồi thì mẹ cũng đâu cần ở đây làm gì. Tháng nào cũng tốn tiền điện nước. Có lần bà đã nghe con dâu nói với con trai mình như thế. Nhưng anh ta gạt đi và mắng vợ không biết điều. Những ngày sau, bầu không khí trong gia đình cứ nặng nề. Hai bà cháu cả thở cũng không dám thở. Mẹ chồng là một người già hiểu chuyện, lo cho con trai khó xử, nên bà chủ động ngỏ ý muốn về quê. Người con trai đành phải bất đắc dĩ đồng ý. Bà nói rằng mình còn khỏe nên cũng không cần ai đưa đón. Bắt xe thồ ra bến xe, đi 2-3 tiếng về tới nhà là được. 7 năm vất vả làm bảo mẫu không lương, thứ nhận về là lòng người quá bạc bẽo. Nhưng bà lão không trách cứ gì con trai hay con dâu. Ông bà chăm cháu là lẽ đương nhiên, chỉ sợ không có sức khỏe để giúp con. Trong lúc trò chuyện với mọi người trên xe buýt, bà lão nói rằng thôi thì đã làm hết trách nhiệm của mình. Nếu con dâu sau này có sinh thêm con, bà kiên quyết không bao giờ quay lại nữa. Khi biết được chi tiết sự việc, bạn bè ai cũng thấy xót xa cho bà cụ. Trong lòng lâng lâng một cảm giác khó tả. Con dâu có phải là người tính toán đến như vậy không? Khi cần thì nhiệt tình van xin, thấy bà vô dụng thì lại nhẫn tâm đuổi về quê. Thật đáng tiếc. Thôi cụ đừng buồn, thà về quê ăn dưỡng tuổi già. Người ta nói về cội nguồn là nhất cụ ạ. Ai rồi cũng sẽ già đi trong một ngày nào đó. Khi còn trẻ, đừng cậy trẻ khỏe. Thấy người già không còn giá trị lợi dụng thì xua tay. Một ngày nào đó, khi cô con dâu già đi, cô ta sẽ nhận lại tất cả những gì mình đã gieo. Kính trọng người già là truyền thống của mỗi gia đình. Đứa trẻ có thể học hỏi điều tốt và điều xấu trong hành vi của cha mẹ chúng. Nhìn bà cụ tóc bạc phơ im lìm bên khung cửa sổ, ai cũng cho rằng cô con dâu kia thật biết cách lợi dụng người khác. Nhưng đứa con trai 7 tuổi kia rồi một ngày nào đó cũng sẽ lớn lên. Câu chuyện thứ hai, cụ ông 6-7 tuổi hối hận vì ở cùng các con. Về già, đâu là nơi phù hợp là chủ đề mà nhiều người già quan tâm. Có người nói tuổi già nên ở với con trai vì trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ thuộc về con trai. Cũng có người cho rằng người con trai và con gái đều giống nhau, con gái cũng hiếu thuận không kém. Thậm chí có nhiều người nêu ý kiến vào viện dưỡng lão hoặc sống một mình là tốt nhất, không làm phiền đến ai. Vậy sau khi nghỉ hưu, đâu là điểm đến tốt nhất? Tôi xuất thân từ nông dân, thuở nhỏ rất nghèo, nhưng nhờ gặp may mắn khi kinh doanh nhà hàng ăn và nỗ lực của cả hai vợ chồng, nên về già cũng có của ăn của để. Tôi tích góp được khoảng 6,5 tỷ đồng. Mua nhà cho con vẫn còn dư một khoản nên quyết định đưa vợ về quê dưỡng già. Không khí ở nông thôn trong lành hơn, lại không có tắc đường, chúng tôi có thể thoải mái hưởng thụ tuổi già. Thời gian đầu, chúng tôi rất tận hưởng, xây lại nhà cũ của bố mẹ, đi chợ mỗi ngày hoặc lái xe thăm thú các vùng lân cận. Vợ chồng tôi còn chuẩn bị quà cũ gửi hàng xóm để làm quen. Nhưng dường như những hành động này ở vùng quê nghèo trong mắt mọi người trở thành hành động khoe khoang sự giàu có. Không biết ai trong thôn tung tin đồn nói tôi ở thành phố là ông chủ chuỗi nhà hàng, kiếm được rất nhiều tiền. Hàng xóm láng giềng đều tin là thật. Họ hàng xa lần lượt kéo đến nhà tôi vay tiền. Khi thì vay tiền để cho con du học, rồi vay cho con dâu nhập viện. Lúc đầu tôi không nỡ từ chối vì tình huống của họ rất cấp bách. Nhưng càng về sau, hàng xóm càng có những lý do vô lý hơn. Như con trai lấy vợ, con gái lấy chồng, muốn mua sắm đồ mới. Khi tôi ngừng cho vay, nhiều người lại phớt lờ vợ chồng tôi. Chưa kể đến,
Làng bây giờ hầu như phân tích toàn người già, điều kiện sống khó khăn. Vậy nên mỗi khi cần góp tiền sửa chữa đèn đường, lắp cáp mạng, sửa chữa khu vực vệ sinh chung, mọi người đều mong ngóng vợ chồng tôi góp nhiều tiền hơn những hộ khác. Vợ chồng tôi nhầm đến một năm đã đóng góp hơn 160 triệu đồng và chỉ còn hơn 1,3 tỷ đồng để an dưỡng tuổi già. Chúng tôi quyết định lên xe trở lại thành phố để tránh việc tiền đi mãi không trở về, họ hàng vay mãi không thấy trả. Biết tin tôi lên thành phố, con trai và con dâu mời bố mẹ đến ở cùng để tiện chăm sóc phụng dưỡng. Chúng tôi không để hai vợ chồng làm việc nhà, con dâu nấu nướng, con trai dọn dẹp. Tôi chỉ việc đi đón cháu trai mỗi buổi chiều. Thế nhưng vợ chồng tôi sang ở nên tôi nhận ra con trai và con dâu không có không gian riêng. Đi làm về mệt mỏi cũng không dám nói chuyện to, sợ ảnh hưởng đến bố mẹ. Về đến nhà, chúng bận rộn luôn chân luôn tay. Cuối tuần lại đưa vợ chồng tôi đi chơi hoặc đi khám nên càng không có thời gian chăm sóc bản thân. Vậy nên ở nhà con trai nửa năm, vợ chồng tôi lại tìm lý do chuyển đi vì không muốn làm phiền con cái. Đến lượt con cái đưa vợ chồng tôi về lại nhà ở. Vì muốn gần bố mẹ nên sau thời gian dài xa cách, con rể làm ăn lớn nên công việc của con gái tôi cũng nhàn rỗi, chỉ cần lo chu đáo việc cơm nước. Ban đầu đến nhà con gái, vợ chồng tôi không thấy áy náy. Thế nhưng sau một thời gian, tôi nhận thấy con rể hơi khó xử khi ở chung với bố mẹ vợ. Đồng nghiệp đến thường trêu con rể giống như đang đi ở rể, trong khi đó là nhà của hai vợ chồng, chúng tôi mới là người đi ở nhờ. Sống được nửa năm, vợ chồng tôi lại trở về ngôi nhà ban đầu, trải nghiệm tại cả ba nơi ở khác nhau sau một thời gian dài giúp tôi nhận ra. Nhà của chính chúng tôi là điểm đến tốt nhất. Niềm vui tuổi già không cần phải tìm kiếm đâu xa, mà chính là nơi chúng ta vốn quen thuộc. Có tiền tiết kiệm, có người ở cạnh đồng hành. Vậy nên, người về hưu đừng vội bán nhà để dọn về quê hoặc ở với con cháu ngay lập tức. Hãy dành thời gian để trải nghiệm và quyết định cuộc sống giữa nông thôn và thành phố. Giữa các thế hệ luôn có sự khác biệt và chính vẻ mới lạ hấp dẫn chúng ta ban đầu. Nhưng suy cho cùng, nơi sống hạnh phúc nhất là nơi được ung dung, tự chủ cuộc sống của mình. Câu chuyện thứ ba, khốn khổ vì ở chung với con. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền và lo cho con cuộc sống tốt nhất, những năm tháng về già tôi sẽ được an nhàn. Nhưng thực tế mọi chuyện không phải như vậy. Năm tôi 24 tuổi, tôi kết hôn và sống 7 năm. Bằng đủ phương pháp, vợ chồng tôi mới sinh được cậu con trai. Vì chỉ có một đứa, vợ chồng tôi ra sức kiếm tiền để cho con được hưởng những điều kiện sống tốt nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi còn suy nghĩ rằng chìa khóa hạnh phúc của những năm tháng tuổi già chính là sở hữu tài khoản tiết kiệm có nhiều số 0. Bởi khi về già, mắc đủ thứ bệnh, tôi sẽ không tưởng tượng được rằng mình phải xoay sở kiếm gì nếu không có tiền. Ngoài ra, khi về già, chúng tôi vẫn cần tiền để thỏa mãn những ham muốn khác như du lịch, ăn uống, giải trí, quan hệ bạn bè. Với suy nghĩ đó, chúng tôi đã cống hiến hết mình cho công việc và nuôi nấng con trai một cách cẩn thận. Tuy nhiên, sau khi con trai học xong và đi làm, chất lượng cuộc sống của vợ chồng tôi không khá hơn, thậm chí mọi thứ lại càng tệ đi. Sau khi ra trường và đi làm được 2 năm, con trai tôi lập tức lập gia đình và có một khoản tiết kiệm nhỏ. Chúng tôi cũng cho con 2 tỷ để mua một ngôi nhà. Sau đó, khi con muốn mua ô tô và không có tiền để cho, chúng tôi lại mạnh dạn vay họ hàng 600 triệu.
Khi mọi nhu cầu vật chất được đáp ứng, chúng tôi tưởng rằng đã hoàn thành trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Thực tế, mọi khó khăn chỉ mới thực sự bắt đầu khi con dâu sinh con. Con dâu nghỉ từ tháng 7, vợ chồng con chuyển về ở với chúng tôi. Chúng tôi rất vui vì nghĩ mình cũng có tiền, nên cuộc sống chắc cũng không đến nỗi nào. Thế nhưng tiền lương của con trai tôi khá khiêm tốn, nên đều đặn mỗi tháng chúng tôi phải dành cho các con chút tiền trợ cấp. Số tiền được tăng lên theo độ tuổi của cháu trai tôi. Thời điểm đầu là 10 triệu, sau đó tăng lên mức 20 triệu. Không chỉ có vậy, vợ chồng tôi còn phải gồng gánh tiền bỉm sữa cho cháu. Lương hưu hàng tháng là 14 triệu đồng, chẳng tiêu nhiều cho bản thân. Đến cuối tháng, tôi vẫn nhắn túi. Có thể nói, kể cả khi con trai lập gia đình, vợ chồng tôi chẳng dư ra được đồng nào. Chưa kể chồng tôi vẫn phải đi làm thêm để trả khoản tiền mua xe cho con trai. Nói thật, ở với các con, tôi thấy còn khổ hơn khi chỉ có hai vợ chồng. Cách đây không lâu, tôi có về gặp lại người họ hàng sau 8 năm xa cách. Sau khi chứng kiến cuộc sống của người em họ ở nông thôn, tôi mới thấy mình có lương hưu hàng tháng nhưng không hạnh phúc bằng nửa cuộc sống của họ. Họ không còn phải làm đồng áng như trước, ngoài nuôi vài đàn gà, vịt và trồng rau hàng ngày. Vợ chồng họ bảo tôi chỉ đi chợ, chơi bài và du lịch nếu muốn. Nhìn chung, họ có cuộc sống an nhàn và hạnh phúc ở những năm cuối đời. Tôi thật sự bất ngờ với cuộc sống mới này. Tôi nhớ rằng 8 năm trước, gia đình họ còn rất nhiều khó khăn. Cả hai vợ chồng đều không có lương hưu. Tuy nhiên, lần này gặp lại, cuộc sống của họ đã sang một trang mới. Sau khi nói chuyện và quan sát, tôi mới hiểu rằng chìa khóa hạnh phúc của họ chính là có những người con hiếu thảo. Em họ tôi có hai người con, một trai và một gái. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, người con gái lớn lấy chồng và mở cửa hàng đồ ăn sáng. Sau 2 năm kinh doanh, cửa hàng dần phát triển và đắt khách. Từ đó, vợ chồng cô con gái thường biếu bố mẹ đến 10 triệu mỗi tháng. Về phần cậu út, sau khi tốt nghiệp trường kỹ thuật, cháu làm việc tại một tiệm sửa chữa ô tô. Sau vài năm làm việc ổn định, thằng bé được chuyển đến trung tâm hậu mãi của hãng xe hơi có tiếng. Vì tay nghề xuất sắc, cậu được bổ nhiệm làm quản lý. Đến khi cậu út lấy vợ, vợ chồng em tôi không phải lo bất cứ vấn đề gì, từ nhà cửa, xe hơi cho đến việc mở tiệc. Ngoài ra, thằng bé biết nghĩ nên đã sửa sang lại nhà cũ và mua xe mới cho bố mẹ. Chính vì con cái hiếu thảo biết nghĩ cho bố mẹ, nên cho dù ở riêng không ở cùng con, vợ chồng em gái tôi cũng không phải làm bất kỳ công việc gì. Tiền sinh hoạt, thuốc thang đều được các con chu cấp đầy đủ. Cùng với đó là thuê người giúp việc cho vợ chồng em. So với gia đình tôi, mặc dù có lương hưu, nhưng cuộc sống chắc chắn không sung sướng và thoải mái bằng. Đã rất lâu rồi, tôi không dám mua cho mình một bộ quần áo mới, bởi khoản lương hưu của hai vợ chồng mỗi tháng chỉ đủ để chu cấp cho cậu con trai, trả nợ tiền mua xe cho chúng và chi tiêu hàng ngày. Chưa kể con trai và con dâu tôi không nghĩ cho bố mẹ, ở chung với nhau, nuôi con nhỏ, nhưng chúng luôn đùn đầy trách nhiệm trông cháu cho chúng tôi. Nhiều khi muốn hẹn gặp bạn bè để trò chuyện, vợ chồng tôi đều phải gác lại do phải ở nhà bế cháu. Đã nhiều lúc, tôi nghĩ mình nên buông tay để các con tự lập. Tuy nhiên, vì lo lắng các con sẽ gặp khó khăn, chúng tôi vẫn hết lòng giúp đỡ và chịu đựng rất nhiều. Từ cuộc sống của người em họ tôi đã nghiệm ra mấu chốt của hạnh phúc tuổi già không phải là có bao nhiêu người con hay có được ở cùng các con hay không. Điều quan trọng hơn cả là con cái có hiếu thảo hay không, gia đình hạnh phúc như thế nào. Mặc dù chúng ta không thể sống tách rời tiền bạc, tuy nhiên,
Nếu con cái hiếu thảo, chăm chỉ làm việc, dù không có tiền lương hưu hay là phải sống riêng, cuộc sống của chúng ta cũng không quá tệ. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Từ ngày mẹ mất. Hôm nay mưa rét. Mỗi khi trời mưa, Ninh lại nhớ đến Bu. Hồi Bu còn sống, những ngày mưa rét không ra vườn hái trầu, bóc mía hay làm cỏ được, Bu hay mang bị cái rẻ và một ôm quần áo rách vào ổ rơm ngồi vá. Bu Ninh khéo vá lắm. Những miếng vá đặt rất phẳng phiu, không săn rúng. Những mũi kim nhỏ đều đặn và thẳng tắp. Người vô ý trông không biết là áo vá, mà Bu Ninh vá thật không biết gì là sốt ruột. Ai đâu mà ngồi đến tê cả mông, mờ cả mắt cũng không thôi. Những lúc đau lưng quá, Bu Ninh chỉ ngừng kim một lát, vươn vai hoặc bẻ cái lưng là lại tiếp tục ngồi để vá áo. Bao nhiêu là quần áo rách, những cái áo trắng, áo cánh trắng của thầy đầy nhựa chuối, những cái váy bạc phếch của Bu, những cái váy bằng vải to nhuộm sồng với nhuộm bùn, dày cồm cộp. Trông cái váy người ta tưởng như nó bền đến thiên niên vạn đại, ấy thế mà cũng rách. Tội nghiệp, thì ra nó đẫm nhiều nước tiểu của thằng Đật quá. Về mùa rét, thằng Đật ta nằm cứ tuồn hai chân vào lòng mẹ. Chả thế thì nó ấm mà, nhưng tính cậu ta lại hay đái dầm, càng rét càng khỏe đái. Ấy thế là cứ mỗi đêm 3-4 lần, cậu rót tồ tồ vào váy mẹ, chẳng sáng nào mẹ không phải thay váy đem ra ao giặt. Còn gì mà chẳng mục, không mục có họa là bằng gỗ lim. Nhưng nhiều nhất là những quần áo của Ninh, của Đật. Cái nhuộm son, cái dãi nâu, cái để trắng. Nhưng cái nào còn trọn vẹn được cái màu của nó? Bởi vì cái thì mốc xanh, cái thì mốc vàng, cái thì lấm tấm hoa bèo, cái thì chạt những nhựa chuối, những tương, những mắm, mũi dãi cùng đất cát. Vò đến sái cả tay cũng không còn sạch được, mà cái thì mất cúc, cái thì xoạc nách, cái thì xoạc túi, cái thì rách lưng, cái lại rách vai, cái thì rách ống tay. Chỉ tại nó nghịch quá, không thể chứa nổi. Nhiều cái vải còn dai lắm, xé kêu soàn soạt. Chúng nó mặc hại quần áo lắm, cứ gọi là vừa mặc vừa xé áo. Bu Ninh tay vá, miệng chửi cho không còn tai nào mà nghe. Đật và Ninh chiếm mỗi đứa một bên cạnh mẹ. Chúng nó nằm phục vị, đều chúi vào đít mẹ. Ninh kêu bên Ninh ấm, Đật cãi bên Đật ấm. Hai đứa cãi nhau chí chóe. Mẹ đùa con bảo, có im đi không? Tao thì tao đánh cho mỗi đứa một cái bây giờ. Tha hồ mà ấm. Chị em cười khành khạch rồi cãi nhau bô bô. Ninh mồm mép quá, Đật không kịp nói. Đật òa khóc, mẹ ngừng kim, cốc đầu vào con gái. Ninh rụt cổ ôm đầu cười hí hí. Mẹ Ninh bật cười, ấy thế là Ninh cười sằng sặc, cười thật to, khiến Đật đang khóc cũng khanh khách cười. Ôi chao, những ngày mưa rét hồi ấy sao mà vui quá. Bu chết đã ngót 3 năm. Thầy bảo thế, thì ra 3 năm cũng dài lắm nhỉ. Ninh cứ tưởng Bu Ninh chết đã lâu lắm rồi. Nhưng trách gì, xưa kia những ngày Bu đi chợ tỉnh, độ gần tối chưa về, Ninh đã thấy mong. Ấy là mới vắng Bu có một ngày, mà nào đã hết cả ngày. Bây giờ Bu đi bàn bặt những 3 năm, bao nhiêu ngày tháng, Ninh thấy lâu là phải. Biết bao giờ mẹ lại về với con? Ninh bâng khuâng cả người, y như là nằm mơ ấy, là Ninh đã nguôi ngoai đấy. Hồi mẹ Ninh mới chết, cứ nghĩ đến là Ninh khóc. Ninh khóc ằng ặc như một người nuốt phải ngụm gì đắng quá, nó quánh vào cổ họng, khóc đến lặng người, không còn ra tiếng nữa. Chẳng ngày nào không thế, mỗi ngày 2-3 lần. Bây giờ thì Ninh không khóc nữa,
nhưng Ninh vẫn còn buồn lắm, buồn rủ rĩ. Ninh ngơ ngẩn như người mất vía. Có lúc Ninh làm gì mà cũng không biết nữa. Ninh vừa cất con dao hay cái chổi, giá thầy Ninh có hỏi, Ninh lại đã chẳng biết đâu mà lấy. Thầy Ninh cũng hiểu Ninh nhớ mẹ, nên không nỡ mắng. Thầy dân dấn nước mắt. Bố nhìn con nhìn bố, hai bố con cùng cúi đầu lặng lặng. Bố thở dài và con cũng thở dài. Mẹ Ninh chết sau ngày giỗ ông nội Ninh có 2 ngày. Ninh nhớ rất rõ, bởi vì ngày giỗ ông năm ấy, hai mẹ con đã khóc lóc với nhau từ non trưa cho đến tối mịt. Sáng dậy, thầy Ninh hâm thuốc cho Bu Ninh uống, rồi thầy quét nhà, quét sân, giặt quần áo cho Bu. Rồi lại còn phải lấy gạo thổi một niêu cơm để đấy cho Ninh nữa. Xong đâu đấy, thầy cõng đật đi ăn giỗ. Ninh phải ở nhà coi mẹ. Thầy Ninh bảo, con chịu khó ở nhà với Bu, kẻo Bu buồn. Thầy cho em đi một lát, lúc về thầy lấy phần cho một nắm xôi, vài miếng thịt. Tính con thịt mỡ thì chỉ 3 miếng là chán ứ à. Đi con cũng chả ăn được mấy, mà ở nhà thì thầy cũng đem về cho con. Đằng nào con cũng được ăn, nhưng Bu con ốm thế, để Bu ở nhà một mình thì thầy lo lắm. Con ở nhà với Bu. Việc gì mà thầy phải nói nhiều đến thế? Ninh vừa có đòi đi đâu. Thịt mỡ thì Ninh không thích thật, nhưng dù có thích, Ninh cũng không đi cơ mà. Ninh cũng khó mà nuốt được. Ninh thương Bu lắm. Ninh thích ở nhà với Bu hơn. Thầy Ninh còn phải cúng ông thì thầy Ninh phải đi. Thằng Đật còn bé, dở người, không cho nó đi thì nó khóc. Chẳng lẽ Ninh to đầu rồi mà cũng bắt chước em hay sao? Có mà đồ hư ấy. Không, Ninh không đi đâu, thầy ạ. Ninh không muốn đi đâu, thầy ạ. Thầy cứ cõng thằng Đật đi kẻo muộn. Ninh ở nhà thích lắm, thầy đừng có thương Ninh. Nhưng thấy Ninh cứ nhìn theo thầy cõng thằng Đật đi ra ngõ, Bu Ninh lại tưởng Ninh muốn đi ăn giỗ lắm, nhưng sợ bố mà không dám đòi đi. Bu Ninh thương hại, Bu gọi Ninh vào và bảo, con muốn đi thì cứ đi cũng được, hôm nay Bu dễ chịu hơn. Ôi ôi, không không, Ninh không muốn. Ninh lắc đầu hăng hái. Không, con ở nhà với Bu mà. Sao thế? Chẳng sao cả, nhưng con không thích đi. Nhưng ngộ bà không thấy con, bà lại hỏi. Hỏi gì? Bà biết thừa là Bu ốm nặng, Ninh phải ở nhà để Bu sai vặt chứ. Ninh nghĩ thầm như vậy, nhưng không nói. Ninh chỉ hơi lắc đầu. Nhưng có lẽ Bu cũng hiểu. Bu nhìn Ninh âu yếm, mắt Bu ẩn ẩn nước. Bu chửi yêu Ninh. Bố mày. Rồi Bu lại bảo Ninh, không đi thì ngồi xuống đây, bóp tay cho Bu một lúc nhá, tay Bu buồn lắm. Ninh nắm lấy bàn tay của Bu, chỉ còn giặt những xương là xương, mà sao tay Bu lạnh giá thế? Nó lỏng la lỏng lẻo, những ngón trông rõ từng đốt một, những đường gân xanh nổi thầy lầy lên. Ninh bóp tay Bu nhẹ nhẹ, ý hẳn Bu thích lắm. Mắt Bu lim dim và đôi môi nhợt nhạt của Bu hé mở như chực cười. Rồi tay Bu nắm lấy tay Ninh, chứ không phải Ninh bóp tay cho Bu nữa. Bu vừa bóp vừa hỏi, sao lớp này con gầy thế? Ninh không đáp được. Bu Ninh soi tay Ninh trước mặt mình rồi bảo, chết thôi con ạ, tay mày đầy những mụn, không khéo lại ghẻ đấy. Ninh cúi mặt. Bu căng từng kẽ tay Ninh ra rồi kêu lên, bỏ bố mày, đích thị là mày ghẻ rồi con ơi. Yên, để tao xem nào. Bu ngồi hẳn lên. Bắt Bu tỏ ra vẻ sợ hãi, Bu vén ống tay áo Ninh lên. Cổ tay Ninh xây xứt. Bu lắc đầu. Bố con bẩn quá. Cái cổ tay gồ lên những ghét, hèn nào mà ghẻ. Bu bắt Ninh đi múc nước. Bu rửa cho Ninh lâu lắm. Vừa rửa Bu vừa bảo, sẩy mẹ ra một cái là khổ ngay con ạ. Ấy là mới rời tao ra hơn 1 tháng, chúng mày đã gầy trơ xương, mình mẩy chân tay thì ghẻ gốn.
ngộ nhỡ tao chết thì có lẽ chúng mày giã xương ra được. Này cái cổ tay có khác gì là cái cành gà hay không? Ngừng một lát, Bu lại thở dài và bảo: mẹ mà chết thì các con đi ăn mày mất. Đàn ông chả mấy người biết thương con cái. Cha chết thì ăn cơm với cá, mẹ chết thì con liếm lá đầu đường. Mẹ mà chết đi thì con ơi là con. Ấy thế là nước mắt Bu chảy ra ròng ròng. Ninh cũng khóc. Hai mẹ con cứ ngồi trông nhau mà khóc cho đến tận lúc thầy Ninh với Đật đi ăn dỗ về. Thầy đem về một nắm xôi đỗ con với một cái đùi gà toàn những thịt. Bà thương Ninh nên bảo chặt để lại cho Ninh đấy. Nhưng Ninh thương Bu quá, ăn cũng chả còn biết gì là ngon nữa. Ồ, Ninh cứ bảo bây giờ nghĩ đến Bu. Ninh không khóc nữa, không khóc mà lại có nước mắt, nước mũi Ninh đang chảy ra đây này. Đật, Đật ơi, ô hay, cái thằng Đật chạy đi đâu rồi? Đàn ông chả mấy người biết thương con cái. Thật thế ư? Không, có lẽ thầy Ninh thương chị em Ninh lắm chứ. Hồi Bu mới chết, thằng Đật khóc suốt ngày. Nó gào Bu, nó đã hiểu thế nào đâu. Nó cứ đòi gọi Bu về với nó. Thầy phải cõng nó ra chợ mua bánh. Thầy mua cho nó nhiều bánh lắm. Thầy mua cả cho Ninh nữa. Thầy bảo với Ninh bày cỗ chơi với Đật. Thầy làm cho Đật những cái giường, những cái ghế tràng kỳ bằng cây chót, trông thích lắm. Nhờ vậy Đật mới không khóc nữa. Đêm Đật và Ninh ngủ với thầy. Ninh nằm trong cùng, Đật nằm giữa, thầy nằm ngoài. Thầy bảo Đật luồn chân vào lòng thầy cho thầy ủ. Khi nó đã ngủ mệt rồi, thầy vươn tay qua người để sờ Ninh. Thầy kéo Ninh nằm sát vào với Đật. Thầy co chăn co chiếu về phía Ninh thật nhiều, sợ Ninh dãy chật ra ngoài bị rét. Mùa bức thì thầy đặt hai đứa nằm cách xa nhau cho mát. Thầy ngồi quạt, quạt cho đến tận lúc nào con ngủ mệt, thầy mới chịu ngả lưng xuống giường. Những nằm thì nằm, thầy có ngủ đâu. Ninh thấy thầy quạt rất khuya. Có đêm ngủ được một giấc dài tỉnh dậy, Ninh vẫn còn nghe phành phạch. Thầy thở dài luôn ấy, có khi còn sụt sịt. Thì ra đêm đêm thầy vẫn khóc, thầy nhớ Bu. Ấy, cái hồi Bu mới chết thì thế đấy. Nhưng ít lâu nay hình như thầy đã đổi tính. Thầy vẫn thương Ninh và Giật. Thỉnh thoảng thầy vẫn cho mỗi đứa vài xu ăn quà. Nhưng thầy vắng nhà luôn. Thầy phải gửi gạo bên bác Vũ để thổi cơm cho Ninh và Giật. Bởi thầy đi từ sáng cho đến tối, có khi tối cũng không về. Có khi đi luôn 2-3 ngày, chị em Ninh phải ăn nhờ, ngủ nhờ nhà bác Vũ. Đi đâu vậy, nào ai biết. Bác Vũ bảo thầy đến nhà cô Miện, thầy phải lòng cô ấy. Nhưng chắc là chả phải đâu. Nếu phải, sao cô Miện lại đi lấy lẽ ông ký bản? Đám cưới vừa mới đi qua đây hôm nọ, Ninh cõng Đật ra tận đường, đứng xem. Từ hôm ấy, thầy lại càng khỏe đi, đi suốt ngày suốt đêm. Mưa rét thế này chả biết thầy đi làm gì cho khổ, chả biết có được ăn gì hay không, hay là nhịn đói luôn 3-4 ngày. Lại còn cái ông Đật nữa, đi đâu mà mãi thế này. Ý dáng lại lần sang nhà bác Vụ, còn sang làm gì? Gạo của thầy gửi đã hết từ đời nào rồi. Bác ấy phải cho ăn lận nhà bác ấy 5-6 bữa. Nhà bác ấy cũng túng, chồng chết đi để lại đẫy 4 con. 4 đứa cũng lúc nha lúc nhúc như Ninh và Đật. Bác ấy nuôi được chúng nó cũng đều vất vả, còn lấy gì mà nuôi cả Ninh và Đật nữa. Bác ấy phải bảo Ninh: cháu về mà đi tìm thầy, nhà bác cũng hết gạo rồi. Nếu thầy không đưa thêm cho bác thì bác lấy gì thổi cho chúng mày ăn đây? Các anh cũng đói lắm. Thế là Ninh đủ hiểu. Bác ấy muốn bảo chúng mày liệu sao thì liệu, đừng đi ăn dình nhà tao mãi. Ninh đưa em về, tìm thầy thì biết tìm đâu mà tìm. Ninh chẳng hiểu, không có ăn thì nhịn. Ninh nhịn từ bữa chiều hôm qua. Đật thì khóc lóc,
Ninh đi moi được một củ rong về nướng. Đật một nửa, Ninh một nửa. Ninh bảo Đật ăn cho đỡ đói thôi, còn cố nhịn đợi thầy về ăn nữa. Nhưng Đật không nhịn được, Đật chạy sang nhà bác phụ. Bác ấy phải lấy trộm nắm cơm tối của thằng cu Trúc nhà bác ấy đưa cho Đật. Đật mới ăn được một miếng thì Trúc biết. Trúc chạy vào nhà tìm nắm cơm của nó. Thấy mất, nó biết là nắm cơm của nó đương ở trong tay Đật. Nó chạy theo giằng lại, Đật mất ăn, méo xệch mồm đi chạy về. Ninh đứng ở hè bên này trông rõ cả. Ninh tức lắm, chẳng biết tức Trúc hay là tức Đật. Chỉ biết Ninh nghẹn ngào cả cổ. Vừa thấy Đật, Ninh nhảy sổ lại, tát đèn đét vào má Đật. Đật khóc òa lên, Ninh cũng khóc theo. Một lát sau, Ninh nghĩ thương em quá, Ninh lại đi tìm rong, nhưng hết rồi. Ninh moi luôn được củ giấy. Giấy nước ăn ngứa lắm, nhưng đói còn biết gì là ngứa. Ninh đem về nướng. Ninh gọi Đật về lau nước mắt cho nó, rồi chị em ăn giấy nước. Đật ăn tợn lắm, chẳng thấy kêu ca gì cả. Ninh rơi nước mắt. Ninh dặn em, từ giờ đừng ăn cơm nhà thằng Trúc nữa. Đật gật đầu. Thế mà hôm nay nó lại lần sang nhà bác phụ. Có bực mình hay không chứ? Ninh reo lên. À bà, đấy là bà ngoại Ninh. Bà ở xa xôi lắm. Hôm nay tiện ra mạn này lấy thuốc, bà tạt vào chơi với cháu. Bà đưa cho cháu một nắm xôi lạc. Bố mày đi đâu? Con không biết ạ. Đi từ bao giờ mà mày không biết? Đi lâu lâu là rồi. Bà ngồi xuống ngưỡng cửa, mặt hầm hầm như giận dữ. Ninh hơi ngượng. Bà chíp chíp mồm luôn 3-4 cái rồi bảo, có phải bố mày bán nhà rồi không? Con không biết ạ. Bán rồi, thua xóc đĩa, thua đâu những ngót 300 bạc. Đật chạy về, nó vồ lấy bà, nhưng trông thấy đùm xôi ở tay Ninh, lại bỏ bà ra để vồ lấy đùm xôi. Ninh hất tay nó ra mắng, làm gì thế? Nhưng bà bảo, cởi ra, chị em ăn với nhau để làm gì? Đật giằng lấy đưa cho bà cởi. Bà chia cho mỗi đứa một nửa. Hai cháu ăn, Đật ngồm ngoàm, Ninh thong thả. Bà nhìn cháu mà ái ngại. Bà chép miệng, đến chết đói thôi các cháu ạ. Bố chúng mày không ra giống người nữa. Một tiếng thở dài tiếp theo. Buổi sáng hôm ấy trời ấm áp, có nắng hanh, nắng luôn mấy hôm rồi, nên vườn khô ráo. Đật và Ninh đã chạy tung tăng được. Bỗng có một bọn 5-6 người, kẻ cầm lạt, kẻ cầm dùi đục, tuấn vào đầy sân. Mồm họ nhai trầu, họ nói chuyện oang oang như một bọn đồ tể đi bắt lợn. Mấy người trèo lên nóc nhà Ninh, họ dỡ tranh quẳng xuống sân rào rào. Ninh chạy về. Ô hay, sao các ông lại phá nhà tôi? Một người chít khăn mỏ dìu, nhè những cái răng cải mạ ra cười mà bảo, à, thầy mày thuê chúng tao phá đi để làm nhà Tây đấy mà. Một người nữa cười ỉn ịt như con lợn bảo, chà, cái con bé này quá. Và người nữa, thầy mày thích làm nhà Tây kia, làm nhà bên Tây, bên Tây Trúc ấy, mày biết không? Cả bọn cười ầm lên, trông người nào cũng dữ tợn. Họ nói như quát vậy. Ninh sợ hãi, Ninh chạy bình bịch sang nhà bác phụ. Ninh định cầu cứu bác. Vừa bước vào nhà bác, Ninh sừng sốt. Thầy Ninh ở đấy. Thầy Ninh nằm thườn thượt trên một cái giường, hai tay chít lại dưới bên gáy. Ninh mếu máo, thầy ơi, thầy. Rồi Ninh nghẹn ngào, không nói được nữa, nước mắt ứa ra. Thầy Ninh ngồi dậy bảo, việc gì mà khóc, thầy bán cho người ta đấy, bán lấy tiền mua vài phiến lim về xẻ, chuyến sau ta làm một cái nhà toàn lim. Thầy nhếch mép ra cười, cái cười vạch ra nếp nhăn trên đôi má hõm. Thầy cười thế trông già sọm, có lý nào thầy chóng già đi quá thế. Ninh chố mắt lên nhìn thầy. Bỗng từ bên nhà đưa sang những tiếng dùi đục kêu chan chát, nghe ghê rợn lắm. Ninh đã được nghe những tiếng dùi đục ấy một lần rồi. Vào cái ngành mẹ chết, người ta đóng cả chiếc xăng của mẹ.
Vết nhăn trên má thầy Ninh sâu thêm, rộng thêm ra, trông như thầy mếu. Ninh òa khóc: Bu ơi! Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.